phiên bản hoàn hảo nhất của xe tăng T90 Việt Nam mạnh đến mức nào? T90M Prorip 3 có lẽ là phiên bản nâng cấp cuối cùng và hoàn hảo nhất của dòng tăng T90 trước khi dòng MBT thế hệ mới T14 Armata sẽ trở thành loại xe tăng chiến đấu chủ lực và là nền tảng của hầu hết các loại thiết giáp trong quân đội Nga trong tương lai. Xe tăng T90M đáp ứng được hầu hết những yêu cầu chiến thuật của chiến tranh hiện đại về hỏa lực, cấp độ bảo vệ, khả năng sống còn và cơ động, hệ thống liên lạc, chỉ huy và điều khiển hỏa lực. Các chuyên gia quân sự đánh giá T90M về tính năng chỉ đứng thứ hai sau xe tăng T14 Armata về khả năng chiến đấu trong quân đội Nga. T90M được lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại Kalina kết hợp hệ thống điều khiển vũ khí và cơ sở dữ liệu thông tin cấp chiến thuật, liên kết các phương tiện tác chiến trên cùng tuyến chiến đấu, kính ngắm thông minh của trưởng xe và pháo thủ, hệ thống các cảm biến thu thập thông tin cần thiết cho phát bắn. Ưu điểm của T90M là sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực, kỹ thuật số Kalina. Đây là tổ hợp kính ngắm pháo thủ đa kênh SOTNAU và kính ngắm quan sát toàn cảnh đa kênh PKPAN. Với hệ thống Kalina, cung cấp cho kíp xe khả năng tìm kiếm, nhận dạng, theo dõi tự động và bắn trúng mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Về vũ khí, T90M được trang bị giống như T14 Armata. Xe được lắp đặt pháo nòng trơn kiểu mới, cỡ nòng 125mm, 2A821M. Độ bền nòng đã được nâng lên đến 900 phát. So với các loại pháo tăng trước đây của Nga, pháo tăng mới có thể bắn với độ trụ được tăng lên từ 15 đến 20%. Độ chính xác khi bắn trong hành tiến tăng gần gấp đôi so với các loại xe tăng cùng chủng loại trước đây. Pháo 2A821M không chỉ có nòng dài hơn mà còn có buồng đạn dài hơn, cho phép sử dụng đạn xuyên giáp, thoát vỏ, có chiều dài đạt tới 90mm. Hệ thống nạp tự động đã được nâng cấp để nó có thể đồng bộ với viên đạn có chiều dài tăng lên. Pháo 2A821M sử dụng loại đạn xuyên giáp thoát vỏ ổn định bằng cánh đuôi mới nhất của Nga, vượt tốc 1 và vượt tốc 2. Đạn xuyên vượt tốc 1 sử dụng lõi thanh xuyên bằng Wolfram, vượt tốc 2 bằng uranium nghèo. Do chiều dài của đạn tăng thêm, đã tăng khả năng xuyên giáp từ 500 đến 600mm thép đồng nhất RHA của loại đạn cũ lên tới 800-900mm RHA. Ngay cả bán cầu trước của các loại MBT NATO, nơi được bảo vệ tốt nhất cũng dễ bị xuyên thủng bởi đạn xuyên vượt tốc 1 và vượt tốc 2. Về vũ khí, thác pháo lắp đặt súng máy phòng không điều khiển từ xa cỡ nòng 12,7mm, cơ số đạn 300 viên. Súng máy song song PKT 7,62mm có cơ số đạn 1.280 viên. T90M được lắp đặt hệ thống giáp phản ứng nổ mới Relic với lớp giáp Relic. T90M không chỉ có thể chịu được tất cả các loại đạn pháo tăng của NATO mà còn chống lại các tên lửa chống tăng hạng nặng có điều khiển. Tăng cường cho lớp giáp, một số vị trí trên xe còn được trang bị lớp giáp lồng, giáp lưới bổ sung để chống đạn nổ lõm và hệ thống phòng thủ chủ động ARENA-M. Sự an toàn của kíp xe T90M đã được hết sức quan tâm khi cải tiến khoang đạn thành khoang riêng kiểu bu gà ở phía sau tháp pháo, giống các xe tăng phương Tây. Nếu tình huống xe bị trúng đạn sẽ không thể gây kích nổ khoang đạn do khoang đạn có vách ngăn cách biệt với khoang chiến đấu. Về khả năng cơ động, T90M được trang bị động cơ diesel V92S2F hoàn toàn mới với công suất 1.130 HP, cao hơn 130 HP với động cơ cũ, cho xe công suất đạt 22,5 HP trên tấn khối lượng. Xích xe cũng có nhiều cải tiến cho khả năng vượt qua những khu vực đất yếu và cắt lún một cách dễ dàng. T90M có tốc độ trên đường cao tốc đạt 70 km/h, trên địa hình gồ ghề đến 50 km, dự trữ hành trình trên đường cao tốc 550 km, trên địa hình gồ ghề 400 km, trọng lượng chiến đấu dưới 50 tấn, dễ dàng vượt qua dốc 30 độ cũng như hào và vách hụt. Có một sự bổ sung quan trọng giúp cải thiện hiệu suất của xe tăng, đó là lắp thêm một động cơ diesel phụ để chạy máy phát điện khi động cơ chính không hoạt động, giúp tiết kiệm giờ máy nổ của động cơ chính và nhiên liệu. Số lượng T90M sản xuất mới với số lượng chỉ 60 chiếc, khoảng 400 T90M sẽ được nâng cấp từ T90A. Ngay trong năm 2020, quân đội Nga đưa vào trang bị ít nhất là một tiểu đoàn đồng bộ T90M.
Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.